Với chủ đề Cựu chiến binh sáng mãi niềm tin thành phố mang tên Bác, hơn 800 diễn viên cùng 143 tiết mục gồm các thể loại như ca, múa, nhạc, tiểu phẩm, kịch của lực lượng cựu chiến binh 23 quận huyện và đơn vị tổng hợp Hội cựu chiến binh khối 487 đã được trình diễn sôi nổi trong hai ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2016. Liên hoan văn nghệ đã thật sự trở thành ngày hội lớn của các hội viên cựu chiến binh thành phố mang tên Bác. Những cựu chiến binh diễn viên là hạt nhân chính của phong trào văn nghệ tại các quận huyện hội và đơn vị khối hội cựu chiến binh khối 487. Họ đã thật sự tỏa sáng và góp phần làm nên thành công của liên hoan, biến cuộc liên hoan văn nghệ trở thành ngày hội tưng bừng của các cựu chiến binh thành phố. Đến với liên hoan văn nghệ lần này, các cựu chiến binh từ các quận huyện hội tụ về để so tài, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Không những thế, còn cùng nhau nhớ về một thời đạn bom, một thời hòa bình. Nhìn đội ngũ diễn viên tham gia hội diễn lần này, già có, trẻ có, với gương mặt hồ hởi và tự tin, chúng tôi vui mừng ghi nhận hầu hết các đơn vị ý thức tham gia là rất nghiêm túc, các tiết mục đặc sắc được chọn lựa từ cơ sở, khi đã đăng ký là tham gia đầy đủ chứ không bỏ cuộc giữa chừng như một số đơn vị ở những lần trước đây. Ông Nguyễn Văn Đa, sinh năm 1927, đến từ Hội Cựu Chiến binh quận 1 và ông Trần Công Thinh, sinh năm 1930, đến từ Hội Cựu Chiến binh quận Gò Vấp. Dù đã vào tuổi U90 nhưng vẫn còn minh mẫn, các ông cùng chung tâm sự. Chúng tôi hát về hồi ức một thời chiến tranh gian khổ, nhưng tiếng hát át tiếng bom, tuy sức khỏe hơi đuối nhưng vẫn cố gắng hát và diễn cho thật tốt. Khi trình diễn êm rồi, chúng tôi rất vui vì góp phần làm cho phong trào văn nghệ thêm phong phú đa dạng. Với lại là cựu chiến binh thì mình phải khí thế để tụi nhỏ nó gương chứ. Đồng chí Nguyễn Cảnh Miều, trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh thành phố, phó ban tổ chức giải cho biết, liên hoan văn nghệ lần này còn là dịp để thắt chặt mối đoàn kết giữa các diễn viên, các đơn vị của quận huyện và hội khối 487, góp phần động viên cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn lại của công tác hội năm 2016, chuẩn bị tốt cho Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Đánh giá về chất lượng liên hoan lần này, nhạc sĩ Võ Công Phước, trưởng ban giám khảo nhận định, các đơn vị tham gia liên hoan với thái độ nghiêm túc và trách nhiệm. Đã có 23 quận huyện và đại diện Hội Cựu chiến binh khối 487 tham gia, trừ huyện Cần Giờ đến phút chót không tham gia vì lý do đột xuất. Còn nhiều đơn vị khác tuy rất khó khăn về kinh phí, lực lượng thiếu nhưng vẫn cố gắng góp mặt với liên hoan bằng phong cách giản dị chân chất. Nhiều đội có sự đầu tư khá kỹ từ biên đạo, âm nhạc đến trang phục nên tạo sự hấp dẫn cho chương trình. Rõ ràng đây là sân chơi bổ ích cho đối tượng cựu chiến binh, cho dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn yêu thích văn nghệ. Ông Võ Công Phước còn cho biết, mặt mạnh là các đơn vị đều trình diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung bám sát chủ đề của ban tổ chức đề ra là Cựu chiến binh sáng mãi niềm tin thành phố mang tên Bác. Khán giả rất xúc động khi nghe các cựu chiến binh cất cao lời ca tiếng hát, ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thành phố mang tên người. Đến hình ảnh các cựu chiến binh tỏa sáng trong cuộc sống đời thường, xúc động nhất là những bài hát về ký ức những năm tháng chiến đấu gian khổ ác liệt giải phóng miền Nam, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, hình thức trình diễn văn nghệ cũng khá đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều đội có phục trang và đạo cụ sống động, phần múa minh họa có tác dụng phụ trợ tốt cho ca khúc. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành và tinh thần góp ý xây dựng, ông Võ Công Phước cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu, những phần chưa được để rút kinh nghiệm cho mùa giải sau. Đó là một số đội đầu tư cho chương trình còn đơn giản, mộc mạc, thiếu sự hấp dẫn. Điều dễ thấy là việc xây dựng chương trình thiếu sự đa dạng về thể loại, chủ yếu là ca tân, ít múa độc lập, ít tiết mục sân khấu, còn thiếu các thể loại như diễn thơ, tấu nói. Có đơn vị xây dựng chương trình chỉ đơn điệu là ca cổ. Ông Phước dẫn chứng là đội nhiều thể loại nhất cũng chỉ có 3 mà yêu cầu đặt ra là xuất sắc phải có 5. Một số đội sử dụng nhạc còn sơ sài, múa minh họa đơn điệu, ngược lại có đội sử dụng phần múa minh họa lấn át, che khuất người ca. Một số đội còn nhiều diễn viên trẻ không phải cựu chiến binh, cầm micro, còn cựu chiến binh chỉ đứng làm nền. Nếu quá tỷ lệ người không phải cựu chiến binh trong một tiết mục là vi phạm quy chế. Ban tổ chức đã quy định trao 60 giải các loại cho các đơn vị cá nhân. Các đơn vị đoạt giải cao về chương trình là Hội Cựu chiến binh quận 11 đoạt huy chương vàng, quận 9 và Tân Bình huy chương bạc, các quận huyện Bình Thạnh, quận 4, Bình Chánh huy chương đồng. Đặc biệt, ban tổ chức trao giải đạo diễn xuất chương trình xuất sắc cho đạo diễn Đặng Đạt Ân,
Cựu chiến binh quận 11 và sáng tác tự biên hay nhất cho ông Đào Quốc Thắng, quận Tân Phú, tác phẩm Hành khúc cựu chiến binh Tân Phú. Nhìn vào thành tích đạt được của các đơn vị, dễ nhận thấy các đơn vị như quận 11, Bình Thạnh, Tân Bình và quận 9 là những đơn vị vẫn giữ được phong độ từ mùa giải trước, liên hoan tiếng hát cựu chiến binh lần thứ 2 năm 2013. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, liên hoan văn nghệ cựu chiến binh thành phố đã thành công tốt đẹp và để lại trong lòng mỗi cựu chiến binh những kỷ niệm khó quên. Dư âm tiếng hát cựu chiến binh sẽ còn bay xa vang mãi, trở thành nguồn động viên cổ vũ tinh thần các cựu chiến binh thành phố công tác tốt hơn và mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ.